cháy các tòa nhà chung cư, cháy các tòa nhà cao tầng thì từ lâu đã là một trong những cái vấn đề rất là đáng quan ngại, nan giải của các đô thị trên toàn thế giới. Các nhà khoa học thì cũng đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm rất nhiều các loại robot, máy móc và trang thiết bị tối tân để chữa cháy và hỗ trợ các nhân viên cứu hỏa. Bởi thực tế thì tại các đô thị chật chội, đặc biệt là các tòa nhà chung cư cao tầng nơi có nhiều hộ dân sinh sống, thì công tác cứu hỏa chỉ cần chậm một phút thôi là hậu quả có thể tăng lên rất nhiều. Thiết bị đầu tiên phải kể đến đó là chiếc máy bay trực thăng chữa cháy tốt nhất thế giới do Nga sản xuất và cho ra mắt vào năm 2016. Phương tiện này có thể hút và trút xuống 3.200 lít nước trong vòng 1,5 phút trong chế độ treo lơ lửng trên không, phù hợp với công tác chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng ở đô thị, nơi mà xe thang và con người khó tiếp cận. Chiếc trực thăng này hiện đang hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Robot Hermit là sản phẩm nghiên cứu của công ty công nghệ Hull & Hull tại Mỹ. Nó có thể bơm 2.000 lít nước mỗi phút hoặc cung cấp lượng nước như các loại phương tiện chữa cháy khác. Thiết kế vành lăn kép cho phép robot đi vào khu vực có địa hình khó di chuyển và nguy hiểm, tiến gần ngọn lửa hơn. Điều đặc biệt là robot này có thể được điều khiển từ xa, từ khoảng cách 400 mét. Giá của robot chữa cháy tự động này là 98.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, mức giá đó vẫn còn ít hơn rất nhiều so với nhiều thiết bị chữa cháy khác, đồng thời cũng rẻ hơn so với một chiếc xe cứu hỏa tại Mỹ. Còn tại đất nước tỷ dân, Viện Khoa học Trung Quốc cũng mới phát triển và thử nghiệm hệ thống chữa cháy bằng tên lửa cho các tòa nhà cao tầng. Hệ thống này sử dụng một loại tên lửa đặc biệt có chứa chất dập lửa và có khả năng bắn chính xác trong phạm vi 145 mét. Trong các bài thử nghiệm, hệ thống phóng tên lửa đủ sức xuyên thủng lớp kính dày tới 19mm và dập tắt 60 mét khối vật liệu gây cháy trong tòa nhà. Theo các chuyên gia, ưu điểm của hệ thống chữa cháy mới này là có độ chính xác cao, có khả năng dập lửa trong các điều kiện môi trường phức tạp ở đô thị, đồng thời nó cũng hỗ trợ tốt công tác cứu hộ.